Sau những ngày hoạt động nghệ thuật cùng với Nam Minh Media thì mình đánh giá rằng là đơn vị sản xuất Nam Minh Media là một đơn vị sản xuất cực kỳ năng nổ, vui vẻ, hòa đồng và đầy sáng tạo. Năm nay là năm đầu tiên mình được kết hợp cùng Nam Minh Media, nhưng mà mình mong rằng là năm sau hoặc là nhiều năm sau nữa, Zuka lại được kết hợp cùng Nam Minh Media.